Nếu Hoa hậu Ý Nhi bị tước vương miện, ai là người thế ngôi? Nhiều khán giả đề nghị tước vương miện của Hoa hậu Ý Nhi. Thông thường, nếu Hoa hậu bị thu hồi danh hiệu, Á hậu buộc sẽ thế ngôi. Vì lung xung phát ngôn, Hoa hậu Ý Nhi đang đối mặt với làn sóng đề nghị tước vương miện từ phía khán giả. Phía ban tổ chức chưa có bất kỳ động thái nào về đề nghị này. Trong khi đó, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, nơi tổ chức vòng chung kết Miss World Việt Nam 2023, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 chia sẻ trên Người Lao Động. Bình Định chỉ là nơi đăng cai, chính quyền địa phương chỉ hỗ trợ về công tác an ninh, chứ không nằm trong ban tổ chức cuộc thi nên không đưa ra quyết định về việc khán giả đòi tước vương miện của Hoa hậu Ý Nhi. Thông thường, nếu Hoa hậu bị thu hồi danh hiệu, Á hậu buộc sẽ thế ngôi. Hồi tháng 3, Nguyễn Thị Thảo đăng quang cuộc thi Miss Business Global 2023, Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023. Đến tháng 7, cô bị tước danh hiệu. Sau khi tước vương miện của Nguyễn Thị Thảo, ban tổ chức trao cho Alisa Miskovska, cô từng là Á hậu 1. Nếu Ý Nhi bị tước ngôi, danh hiệu Hoa hậu có thể được trao cho Đào Thị Hiền, Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Ngoài ra, trong trường hợp bị tước vương miện, Ý Nhi sẽ mất cơ hội thi Hoa hậu Thế giới. Giữa ồn ào, Ý Nhi lên tiếng xin lỗi khán giả. Tuy nhiên, sau đó, cô im hơi lặng tiếng. Người đẹp gốc Bình Định còn khóa trang cá nhân. Ý Nhi cũng không xuất hiện trong một sự kiện của công ty chủ quản tổ chức ngày 4 tháng 8. Về phía người thân của Ý Nhi, bố của nàng hậu vừa trả lời phỏng vấn trên Dân Trí. Trong trường hợp Ý Nhi bị tước danh hiệu, ông chỉ thương con gái thôi. Buồn cho cháu nhiều chứ biết gì hơn nữa.